Hôm nay 29 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 18 và tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền, đồng thời quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Trong một thông cáo được phát đi ngày hôm nay 29 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 18. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về các vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại kỳ họp 17 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ đã được kết luận tại kỳ họp 17 của Ủy ban kiểm tra Trung ương là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.